cú lừa tiến lên chủ nghĩa xã hội của Tổng Trọng đã trở thành di sản. Dịp quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, truyền thông nhà nước đã mở hết tốc lực ca ngợi công trạng của ông ta đối với đất nước. Ngược lại, mạng xã hội cũng tồn tại không ít ý kiến cho rằng đa số người dân Việt Nam đều hiểu rất rõ sự tuyên truyền của nhà nước Việt Nam chỉ phục vụ cho lợi ích cầm quyền, độc tôn. Vì vậy, truyền thông lề phải đang sẵn sàng tuyên truyền dối trá bất chấp sự thật. Cựu Tổng Bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô, Gorbachev đã thú nhận rằng: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn và nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá." Nhiều ý kiến phản bác lại cho rằng Tổng Trọng là một người Cộng sản kiệt xuất, là học trò trung thành của Hồ Chí Minh. Kể cả một số người bên chống đối phía Đảng Cộng sản cũng cho rằng Tổng Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Đây là nhận định không hoàn toàn chính xác. Đặc trưng cơ bản nhất của chủ nghĩa Cộng sản là vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất, thể hiện ở tư duy một thành phần sở hữu của toàn dân và việc không chấp nhận chế độ người bóc lột người. Đối chiếu với nhà nước Việt Nam hiện nay, với nền kinh tế đa thành phần kinh tế tư nhân, vấn nạn người bóc lột người xảy ra nhàn nhản, hoàn toàn không đúng với bản chất của chủ nghĩa Cộng sản. Thậm chí nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân còn là các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Đức Bình, chuyên viên Bộ Chính trị khóa 7-8 và nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, từng nêu ý kiến phản đối việc đảng viên làm kinh tế tư nhân, có nghĩa là có thể làm giàu hết cỡ, làm tư bản tư nhân và có thể bóc lột hết cỡ. Và như vậy có phải là hoàn toàn trái với lời Bác Hồ dạy hay không? Giáo sư Nguyễn Đức Bình khẳng định không thể vừa là chiến sĩ Cộng sản lấy việc xóa bỏ chế độ bóc lột làm lý tưởng, lại vừa làm ông chủ tư bản, lấy bóc lột lợi nhuận làm lẽ sống. Đồng thời, ông cho rằng, theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác Lênin không bóc lột người, đảng chống chế độ, người bóc lột người, lẽ tự nhiên ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên. Luận điểm của Tổng Trọng, một nhà lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn luôn khẳng định Việt Nam đang đi trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là điều bịa đặt và hoàn toàn dối trá. Cho đến nay, đa số người dân bình thường đều hiểu rằng cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản với lý tưởng tốt đẹp, làm theo năng lực như hưởng theo nhu cầu đều không có thật. Đây là một chủ trương lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin của những kẻ theo đuổi chủ nghĩa Cộng sản hiện nay. Công luận đặt ra câu hỏi tại sao Việt Nam, một đất nước nhân danh xã hội chủ nghĩa nhưng giáo dục và y tế lại không được miễn phí như các quốc gia từng có chế độ Cộng sản như Cuba, Bắc Triều Tiên hiện nay. Tại sao Đảng và Tổng Trọng đưa ra chủ trương xã hội hóa với lĩnh vực đặc trưng có tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội? Truyền thông nhà nước thời điểm năm 2013 đưa bài phát biểu công khai của Tổng Trọng tại phiên họp tổ Quốc hội khi thảo luận về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Góp ý về lời nói đầu của hiến pháp sửa đổi, ông Trọng thừa nhận như sau: "Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?" Tổng Trọng phát biểu như vậy khi muốn sửa sai các câu chữ trong lời nói đầu của hiến pháp liên quan đến việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước. Những điều vừa kể trên cho thấy Tổng Trọng không hề có một động thái nào thể hiện ông đi theo chủ nghĩa Cộng sản hay chủ nghĩa xã hội. Vì lẽ đơn giản, ông Trọng đã hiểu rất rõ cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản hay chủ nghĩa xã hội là điều không tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin "Cú lừa tiến lên chủ nghĩa xã hội của Tổng Trọng đã trở thành di sản". Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. 13 năm dưới thời Tổng Trọng là bước lùi lớn về nhân quyền. Trong những ngày chờ quốc tang của Tổng Bí thư, chính quyền của Việt Nam đã xử phạt hàng loạt những cá nhân sử dụng mạng xã hội để đăng tải những nội dung bị cho là xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, công an các tỉnh, thành phố đã triệu tập một số tài khoản trên mạng xã hội tại để làm việc. Đồng thời, họ cũng bị yêu cầu gỡ bài viết, lập biên bản và phạt tiền theo quy định.
của pháp luật. Đây là một trong những biểu hiện bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt của công dân Việt Nam. Những việc như thế đã trở thành bình thường trong thể chế chính trị độc đoán tới thời ông Trọng. Cách đây hơn 10 năm, vào 26 tháng 2 năm 2013, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, phóng viên báo Gia đình và Xã hội, đã có bài viết dưới dạng thư ngỏ, vài lời với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đã từng gây chấn động dư luận. Khi đó, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã chỉ trích ông Trọng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ bị xử lý kỷ luật với hình thức sa thải ngay lập tức, không cho tiếp tục vai trò phóng viên trong hệ thống báo chí của nhà nước. Trong 10 năm trở lại đây, chính quyền của Việt Nam đã sử dụng các điều luật rất mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 để mà bịt miệng những người có ý kiến trái chiều, không tuân theo lề phải của truyền thông của nhà nước. Chẳng hạn, Điều 177 quy định về tội tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 331 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Từ đó cho thấy quyền tự do của công dân, dù trong hiến pháp của Việt Nam không được nhà nước tôn trọng, trái ngược với thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Các sinh hoạt chính trị như biểu tình chống Trung Quốc, tưởng niệm của các chiến sĩ Việt Nam ngã xuống trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc vẫn được diễn ra thường xuyên vào các chủ nhật hàng tuần. Sau Đại hội Đảng 12, Tổng Trọng đã thành công loại bỏ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời Tô Lâm lên nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Các sinh hoạt chính trị, các tiếng nói phản biện và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự bị quấy phá và xóa sổ tận gốc. Theo giới phân tích quốc tế, mục đích của sự triệt phá này là để sử dụng độc quyền, quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam vững chắc hơn. Tổng Trọng và lãnh đạo Đảng đã gia tăng đàn áp các nhà hoạt động dân chủ nhằm giật tới tiếng nói phản biện. Đây là điều phổ biến ở các quốc gia độc tài như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam. Chính quyền luôn sử dụng lực lượng công an và quân đội để đảm bảo sự độc tôn quyền lực của họ. Việc nhà nước phải chi rất nhiều tiền cho bộ máy công an và quân đội nhằm duy trì sự tồn vong của chế độ. Con số chi tiêu ngân sách cho ngành công an và quân đội trong những năm gần đây đã cho thấy rất rõ điều đó. Mối quan tâm lớn nhất hiện nay của Đảng là giữ vững bằng được an ninh chính trị, hay nói một cách khác là giữ được vị trí độc tôn lãnh đạo quản lý nhà nước và xã hội, bất kể việc xâm phạm quyền của người dân diễn ra như thế nào. Nguy hiểm hơn, với chính sách ưu tiên quá lớn cho ngành công an, khiến cho lực lượng này trở thành một loại kiêu binh thao túng đời sống chính trị và xã hội tại Việt Nam hiện nay. Điều này cũng tạo ra một nhà nước cảnh sát duy trì chế độ công an trị, làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt quốc tế. Tổng Trọng đã không hiểu được mặt trái của chế độ công an trị, đó là sẽ dẫn đến việc làm xói mòn các chuẩn mực của một nhà nước pháp quyền. Với chế độ công an trị, Đảng Cộng sản tạo ra một nhà nước bất chấp luật pháp. Quyền lực đi ra từ họng súng và thuộc về kẻ mạnh, bất kể đúng hay sai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của báo.de với bản tin 13 năm dưới thời Tổng Trọng là bước lùi lớn về nhân quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de